em có điều muốn nói, cứ ngại ngùng rồi thôi. Và có lẽ em không biết rằng anh cũng đang chờ đợi ở cạnh bên em bình yên lắm, em hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Này, hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em? Hãy để chắc chắn em cứ lắng nghe tim muốn gì, rồi nói cho anh nghe. Một câu thôi, một hai ba năm em có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, em hãy đến ôm anh ngay đi. Anh đã chờ đợi từ em giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao, anh vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay.